bị ngăn cản thăm bạn gái ở khu cách ly, nam thanh niên đánh công an, nơi gọi nhóm thanh niên địa phương đến hành hung cán bộ làm nhiệm vụ khi bị công an yêu cầu chấm dứt việc thăm bạn gái ở khu cách ly. Ngày 18 tháng 1, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lương Văn Nội, 24 tuổi, trú xã Keng Du, về tội chống người thi hành công vụ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam 4 người khác gồm Lô Văn Hương, 23 tuổi, Lương Văn Khâm, 25 tuổi, Môn Văn Khâm, 20 tuổi và Lương Văn Ca, 26 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn. Theo cơ quan chức năng, khuya ngày 15 tháng 1, sau chậu nhậu, nơi treo tường rào, đột nhập vào khu cách ly COVID-19 tại nhà cộng đồng ở Bản Hùi, xã Keng Du, huyện Kỳ Sơn để nói chuyện với bạn gái mới quen. Lúc này, cán bộ công an xã Keng Du phát hiện và yêu cầu Nội chấm dứt hành vi vi phạm nhưng nam thanh niên không chấp hành. Nội sau đó gọi thêm 4 người bạn đến khu cách ly tấn công khiến một công an đang làm nhiệm vụ bị thương. Khi người dân quanh khu vực đến can ngăn thì nhóm thanh niên bỏ chạy.